Đó, hệ thống ao lắng kể bạt hết nhá. Lắng đúng cái luôn. Dạ. Đúng rồi, nó có chảy ra không? Dạ chảy xíu. Nó thấy nước ở dưới đáy. Tự động chảy ra hết. Tự động ra hết. Không ra nước đó là không phùng vào. Dạ. Chị không nói không? Hệ thống chạy lao này lao sẵn sàng. Nữa là tụi em chạy bạt hết những khu này luôn. Chạy hết toàn bộ khu này luôn. Bên kia bên cái tròi đó nó cũng không ao rồi, ao chứa nước mặn ha. Có bàn tay người. Cái đường nào lấy nước vô đây? Đây. Bây giờ là đầu tư vào đây khoảng 4 tỷ rồi đấy. Bây giờ phải thả tôm để kiếm tiền. Đây lấy lại. Đầu tư quá nhiều rồi. Tôm cái này giá nó cũng nâng lên cao rồi. Tôm có giá. Tôm đó nó làm nó thấy nản quá luôn mà. Cái cốt mà đứng ở trên bờ nó dắt xuống hàng nha. Cốt ủi luôn á. Đường nước lấy đường ngoài nào, ngoài kia hả? Đây. Kinh. Kinh này á. Dạ. Đó, nước đang chảy vô này. Cái đường này chạy tắt đi, chỗ này là ra nhà chú này. Cái đường nó đang làm đấy, đường hồ chứa nước của tôi con à, đúng rồi. Hồ chứa nước à. Đang lấy vô. Bên đó là khu bạc bờ đấy đó, tôi con mười ao bạc bờ đấy đó, bình lên mười ao bạc bờ đấy đó, dư bào lắm. Năm nay có lá mặn sớm hơn à. Kinh này đừng lấy, là đừng lấy nước. Lấy nước là nước đây đây. Dạ. Kinh này kinh nhất, nhà bút. Check the mic and make sure it sound right. Mới làm xong rồi, bay chiều 2 cây. Cây 15 triệu, 2 cây 30. Ủa chú Năm thể sáng đâu không thấy không ta? Nó chạy về ra tới giờ. Vô cái vàng lắm đó. Ừ, thì anh giỏ giá đi. Nếu mà cao ở đâu làm ở vùng này bán. Đó, ship ông đặt ở đâu bên ông Chiến? Thứ gì đâu không, anh yên tâm. Khu này vận hành rồi thì cứ năm anh tính khoảng tầm 200 tấn. Khu này với khu bên đó. Nó làm cái dạng khi làm đẹp ghê trời. Đứng cái là trời. Thì đâu có lắp, lắp nè, cái nè. Lắp là chắc có 40 quá. Lắp này hả, 60. Ờ lắp hả, 30. 30.
30 gà 25 30 nè. Đập ở An Giang á. Màu này nó là bự. An Giang là cứng khừ luôn đó. An Giang là ngay cổ bơm luôn nè. Bảo bảo 23 năm. Trời. Cái đứa này chứ mấy triệu anh? 30 triệu hai dạng. 15 triệu cái này 15. 15 triệu gì tính luôn vàng bạc kia. Cái đó là 30 triệu. Đó. Ôi trời cái nóc dữ luôn á trời. Là Vinox á. Nhập bên đây nhông người gì đó trơn luôn nè. Hôm nay làm 15 triệu nữa làm nó đây. Quê 7 luôn quá. Mình làm inox 304 cái này mới đã này tôi hít này mới đã này chứ đâu. Cái này ống này ống 3 tấc à. 3 tấc, cái này 3 tấc. Cái này 2 tấc. Rồi cái hàng nó hàng đẹp ha, khéo nè. Chú có bọn mình làm nhỏ ha. Nè mua tôi lớn mà. Nó sau này là cái nước là ao này bơm vô đây nè, bơm vô cái bồn này. Cái chòi đó của mình luôn Hiếu. Không, hết mấy ao nè. Mấy ao này ha. Với mình đó đó anh Phương. Khu đó là chiếc đầu tư cho anh Trường đâu biết bao nhiêu mà nói đó. Hả? Ở cái khu này đó mà lần đó hả? Hả? Khu đất hả? Ờ bờ đấy đó. Bờ đó hả? Khu đó đầu tư cho anh Trường đó. Khu đó ha, bắt một chuyện thường cái trời. À thì khu đó là đầu tư cho anh Trường mới đó. Cái hả? Phải đầu tư cho anh Phương là cứng khừ rồi. Đầu tư cho anh Trường và dính khúc. Đúng rồi, anh cứ nói vậy hoài là im đó. Cái này làm gì? Cái này làm gì anh Quyên? Đặt máy đây nè, bơm lên. Giờ đây lấy nước, đâu có lấy lọc hết. Lọc hết cái này lọc đấy ha. Để hầm lọc. Mà vậy, quá vậy. 10 đặng cái đây, 10 phái rồi đó. Mà làm như vậy đó, nó mới đúng. Ồ, làm như quy gì đó, mới ngon đó. Bực bội lắm, mỗi một lần đi sửa cái này cực. Đúng rồi, đây sửa cực lắm. Sửa cực. Có chữa, tháo ra, gắn vô. Phú Mỹ, em làm Phú Mỹ đây. Ừ. Tháo ra, gắn vô mệt lắm. Phải đây. À, qua vô chợ Phú Mỹ đó. Không, chưa đến chợ Phú Mỹ, qua chỗ Dân Thành chạy lên, qua Phú Mỹ. Qua Phú Mỹ tiếp nữa. Đây lên khoảng 50 cây. Cái thằng chuyên làm. Vậy là cái này làm ở đây, làm ngay chợ Phú Mỹ, vô chợ Phú Mỹ. Cái ông này chợ, ông ấy, bỏ ông của tôi làm sắt. Cái dạng này nhỏ hơn bên kia mà. Nhỏ. Nhà nhỏ hơn, nhà này 200. Nhìn như 3-4 mét. Mạnh lắm. Nước lên thì. Ê, cái kinh mình lấy nước đây hả? Ừ.